Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ông Yoo Sun-sik đã chủ trì kỳ họp 6 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Hàn Quốc về hợp tác điện hạt nhân năng lượng, công nghiệp và thương mại. Tại phiên họp, các tiểu ban hợp tác của hai bên đã báo cáo hoạt động trong thời gian qua, các kết quả đạt được, mặt hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục, cũng như là chương trình hành động trong thời gian tới. Hai bộ trưởng đã chỉ đạo các tiểu ban, nhóm công tác cần có các bước đi thiết thực hiệu quả hơn nữa để triển khai những kế hoạch hợp tác trong tất cả nội dung hợp tác về điện hạt nhân, năng lượng, khoáng sản, công nghệ công nghiệp và thương mại. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, ông Yoo Sang-jik và sự nỗ lực của các tiểu ban, các nhóm công tác của hai bên trong việc triển khai nâng cao các thỏa thuận hợp tác. Kết thúc kỳ họp, hai bộ trưởng đã ký biên bản kỳ họp lần thứ 6. Cũng tại kỳ họp đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc MOTIE, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Tập đoàn Lotte về hợp tác thực hiện dự án nâng cao năng lực phát triển ngành công nghiệp phân phối của Việt Nam.